Những giây phút thật sự xúc động với Trần Mạnh Tuấn khi giai điệu ca khúc Quê Hương vang lên, đón nhận được những tiếng vỗ tay nhiệt tình của các khán giả vô cùng đặc biệt tại khu bệnh viện dã chiến. Vì tôi cũng đã từng biểu diễn không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ khác nhau trong cuộc đời hoạt động âm nhạc, nhưng có lẽ tối nay là một sân khấu quá đặc biệt nhất với khán giả, là hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân F0 tại khu bệnh viện dã chiến số 3 và số 6. Quang Đẩu, xin giới thiệu người nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực âm nhạc, kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn. Tiếng kèn của anh đã làm vơi đi, xoa dịu những đau thương, lo sợ trong những cảnh mất mát lớn của cả dân tộc Việt Nam và toàn nhân loại thế giới. Xin cảm ơn anh saxophonist Trần Mạnh Tuấn đã cống hiến hết mình vì trái tim nhân ái trên tuyệt vời.
fan trần trần. Các bạn có thể nhìn thấy cái khẩu trang của mình rất là đặc biệt khi mà đục ra một lỗ ở đây như này không? Ok, chắc tất cả mọi người rất là xúc động. Cảm ơn mọi người rất nhiều.